Rồi, hello chào các bạn ạ. Đến ngày hôm nay Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Những ngày cuối tuần mình thường có một cái bài điểm tin. Những cái thông tin nổi bật nhất trong tuần, trong đó có tình hình kinh tế chính trị hay là thị trường chứng khoán hay bất động sản. Thì một số bạn thì cũng thích nghe, nhưng mà có một số bạn không muốn nghe tại vì mất nhiều thời gian của các bạn. Các bạn cho rằng mình chuyên về bất động sản thì chỉ nói về bất động sản thôi, còn những chủ đề khác là các bạn đã biết rồi. Chứ còn nghe như vậy nó mất thời gian quá. Thì trước hết mình ghi nhận những lời ý kiến của các bạn. Thì thôi mình chuyên về bất động sản thôi, còn những cái chủ đề khác thì có khả năng mình nói vào một kênh khác. Thì ngày nay mình chia sẻ với các bạn một cái bài nói về dự án Condotel. Thời gian vừa qua như các bạn biết, Condotel là một trong những cái phân khúc cũng tạo ra dòng tiền rất là tốt. Nhưng đợt vừa rồi vì sao Condotel các nhà đầu tư người ta không còn mặn mà nữa? Ở nhiều nơi xảy ra tình trạng bán tháo. Thì ngày hôm nay cái thông tin nào mình chia sẻ với các bạn là như vậy. Có một nhà đầu tư tên là chị Lan á, cuối năm 2019 gia đình chị góp hết tiền lại, vay thêm một số tiền nữa, đầu tư hai căn hộ Condotel ở Khánh Hòa và Bình Thuận. Mỗi căn hộ là 60 m², giá khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng. Sau khi cộng thêm một số chi phí sắm sửa đồ đạc, tổng số tiền đầu tư là trên 2 tỷ đồng một căn. Gia đình chị kỳ vọng sau khi đầu tư, mỗi căn hộ sẽ mang về với một khoản lãi khoảng 10 đến 12% một năm. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết thôi các bạn. Ngay sau khi nhận nhà thì năm 2020 dịch bắt đầu bùng phát một cách rất là dữ dội. Gia đình chị Lan cầm cự tìm một cách xoay sở nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Đà năm 2021 chị Lan rao bán cả hai căn trên bằng với giá lúc mua vào, nhưng mà tìm mãi hiện bây giờ bán vẫn không có được vì không có khách hàng mua. Chị kể rằng hiện bây giờ tôi đang ôm với một cái khoản nợ là 2 tỷ đồng vay ở ngân hàng. Bao nhiêu tiền vay mượn của những người quen chị đều đổ vào để trả nợ ngân hàng. Chị tưởng rằng cái món đầu tư của chị sinh lời, ai dè đây là một cái gì đó thật là thê thảm. Thật sự là cay đắng các bạn ạ. Khi chúng ta mua là thường thường cái tâm lý của chúng ta rất như là hồ hởi. Cái tương lai nó rất là sáng lạn vì chúng ta nghĩ đến những điều tuyệt vời, chúng ta nghĩ đến những điều sáng lạn cho nên chúng ta mới xuống tiền các bạn. Thường thường chúng ta ít khi nghĩ rằng lỡ có việc gì xảy ra thì tính như thế nào, thường khi chúng ta ít tính vào toán đó. Các nhà đầu tư dường như mình thấy phần đa các bạn. Cụ thể bao nhiêu mình không biết nhưng mình thấy phần đa người ta chỉ tính đến cái con đường tiến, ít khi ai tính cái đường lùi lắm. Tuy rằng đó là tinh thần lạc quan thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà chúng ta nhiều khi cũng vẫn nghĩ lại các bạn. Lỡ có những cái rủi ro mà những cái rủi ro xấu nhất thì giải pháp của chúng ta là như thế nào? Hoặc là chúng ta cần phải cân đo đong đếm lại không? Thì thường là chúng ta ít khi để ý cái chuyện đó các bạn. Có một người tên là ông Bình, ông này cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Ông ta chia sẻ rằng ông ta cũng đang rất là lao đao khi không lường trước mọi khó khăn. Ông ta cho rằng giấc mơ Condotel không phải như màu hồng mà mọi người vẫn thường nghĩ. Ông ta chia sẻ như thế này các bạn: tôi đã từng kiếm lời chút đỉnh từ Condotel nhưng không có nhiều đâu. Mức lời cực thấp chỉ vào khoảng từ 3 đến 5% một năm và rất nhiều rủi ro về giấy tờ pháp lý. Chưa kể đến việc tôi phải dành nhiều thời gian lặn lội tại các vùng du lịch để thực địa. Có vùng khách du lịch nhiều nhưng Condotel thanh khoản ít lắm, không ra hàng được. Chưa kể vừa rồi dịch bùng phát, tôi cầm cự không nổi cũng đành bán nhà và rao bán vài căn hộ bù lỗ giãn nợ. Các bạn biết là cái lợi nhuận của Condotel như các anh Bình này chia sẻ cũng thực sự không phải là một món đầu tư tốt các bạn. Tính ra như vậy từ 3 đến 5% là
lợi nhuận rất là thấp, thậm chí là không bằng ngân hàng nữa. Khi dịch nó bùng phát thì riêng cái việc Condotel này, ngoài hắn không đem lại lợi nhuận rồi mà hắn trở thành một cái món nợ. Mà cái món nợ này nó kéo theo cái việc một là rao bán để bù lỗ, rồi thêm một cái là bán thêm một số cái tài sản khác của mình nữa để làm sao cố gắng thoát ra khỏi cái món nợ này. Các bạn thấy không? Hầu những điều tốt đẹp là lợi nhuận cũng chưa hẳn là tốt, nhưng mà khi có những rủi ro thì 9 tháng nó kéo cho chúng ta làm mất thêm nhiều cái tài sản nữa. Cái ý ông Bình chia sẻ đây là nó nằm ở đó các bạn. Có nghĩa rằng bây giờ bán nguyên cái giá thì đã bán không được rồi, thậm chí bán lỗ. Bây giờ là ngân hàng nó thúc quá thì bắt buộc chúng ta phải bán cái tài sản khác có tính thanh khoản tốt hơn. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta có một cái căn hộ hay là cái đất dự án nào đó, đất dự án có khi mình dễ bán hơn. Trong khi có Condotel, có cái mà mình cần đãi thì đãi không có được. Các bạn thấy không? Nó ăn mòn vào trong cái tài sản của mình. Theo tìm hiểu, làn sóng rao bán cắt lỗ giảm giá Condotel diễn ra từ năm 2020 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dạo quanh các trang mạng xã hội, diễn đàn nhà đất dễ dàng bắt gặp những lời rao bán giảm giá loại hình bất động sản này, thậm chí nhiều căn rao bán hơn cả năm nhưng vẫn chưa có người hỏi mua dù chủ nhà đã giảm giá khá sao. Có một nhà đầu tư tên là Quân, cũng rất là lão luyện, ông ta chia sẻ như thế này: tôi đã theo thị trường này nhiều năm rồi, có lúc cũng gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ thấy khó khăn như thời điểm hiện bây giờ. Ai giao dịch Condotel làm gì nữa, đó là chưa kể làn sóng người trả căn hộ vì không còn tiền để duy trì. Đó, các bạn thấy không? Các nhà đầu tư bây giờ cũng đang sống dở chết dở đối với phân khúc này. Thì qua cái bài này mình có một vài ý để mình chia sẻ thêm với các bạn như thế này. Có thể nói phân khúc Condotel đã thực sự phát triển mạnh mẽ trong cái giai đoạn bùng nổ thị trường bất động sản Việt Nam, cái chu kỳ từ năm 2014 đến năm 2018. Thời điểm này Condotel, đất nền, shot house, những bất động sản nghỉ dưỡng phát triển rất là mạnh mẽ. Phân khúc bất động sản này, cái vị trí của nó phần đa là nó nằm ở những cái địa phương thu hút được rất là nhiều khách du lịch, đặc biệt là những địa phương có biển. Ví dụ như thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Khánh Hòa, Phan Thiết, Phú Quốc, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Phú Yên. Vì những cái tỉnh này có một cái bờ biển rất là đẹp, cho nên các chủ đầu tư người ta ngắm đến những cái vị trí đẹp để người ta sai lên những cái Condotel để sau này có thể kinh doanh cho thuê. Condotel là gì các bạn? Condotel là một cái từ ghép. Condo có nghĩa là chung cư, theo có nghĩa là khách sạn. Nôm na các bạn hiểu đó là một cái chung cư mang tính chất khách sạn. Cái hình thức đầu tư ở đây mình thấy phần đa chủ đầu tư người ta làm như thế này các bạn này. Có nghĩa rằng giữa mình với chủ đầu tư, những cái người mà sign lên cái Condotel á, ký một cái hợp đồng gọi là hợp đồng thỏa thuận. Có nghĩa rằng chúng ta thỏa thuận mua xong rồi á, là chúng ta giao lại cho chủ đầu tư khai thác, và chủ đầu tư cam kết với mình một cái lãi suất từ 10 đến 12%. Trong thời gian vừa qua mình thấy các chủ đầu tư phần đa người ta cam kết với một cái lãi suất rất là cao các bạn. 10% là trên lãi suất ngân hàng. Lãi suất ngân hàng như các bạn biết phần đa bây giờ khoảng 6% thôi. Tại cái thời điểm đó trả 10 đến 12% là một cái lãi suất rất tốt các bạn. Ngoài ra là một năm người ta dành cho mình khoảng 15 ngày được nghỉ tại chính cái căn hộ của mình hoặc là những cái căn hộ tương đương tại cái vị trí đó. Còn trường hợp chúng ta không nghỉ hết 15 ngày đó là cũng là chúng ta có quyền bán lại cái suất đó để cho các chủ đầu tư người ta tiếp tục người ta khai thác. Và thường thường có giá bán lại nó rất là thấp các bạn. Vì sao cái phân khúc này rất là mới đưa vào thị trường Việt Nam?
nó lại thu hút các nhà đầu tư đến như vậy? Có rất là nhiều lý do các bạn. Thứ nhất là công tác truyền thông của các chủ đầu tư rất là tốt. Người ta truyền thông cái yếu tố sinh lợi, rồi những cái vị trí, những cái view đẹp, rồi nằm trên những cái tỉnh thu hút khách du lịch tốt nữa. Thì rõ ràng các nhà đầu tư ai cũng mong muốn sở hữu một cái bất động sản như vậy. Cái thứ hai nữa là được ngân hàng tài trợ cho vay. Cái thứ ba nữa là các cách linh hoạt về vay vốn giữa ngân hàng và các cam kết của các chủ đầu tư nghe nó rất có lý. Cho nên đây là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng để các nhà đầu tư người ta xuống tiền và người ta tham gia mua những cái dự án condotel rất là nhiều. Mình để ý phần đa những dự án condotel á, khách hàng người ta vay ít nhất là từ 50 đến 70%. Chứ ít khi người ta mua bằng tiền tự có. Tiền tự có khả năng người ta dành người ta đầu tư những phân khúc khác. Còn condotel phần đa mình thấy người ta vay rất là nhiều. Vì sao người ta vay nhiều như vậy các bạn? Tại vì ở đây nó có những cái lợi thế, và nói về logic là nó rất hợp lý. Ví dụ một cái căn hộ condotel là giá bán 2 tỷ, bây giờ chúng ta có 1 tỷ rồi. Vấn đề bây giờ chúng ta vay 1 tỷ nữa. Và cái vay 1 tỷ này nó rất đơn giản các bạn. Tại vì ông chủ đầu tư nào cũng có liên kết với ngân hàng, và ngân hàng người ta đứng ra người ta cho vay và cầm cố bằng chính cái tài sản của chúng ta là các căn hộ, các căn condotel của chúng ta đó. Với một cái lợi nhuận cam kết của chủ đầu tư từ 10 đến 12% là một cái lãi suất rất là lý tưởng. Là một bài toán rất là đơn giản. Ví dụ chúng ta mua một cái condotel 2 tỷ thì mỗi một năm chủ đầu tư trả cho chúng ta là 200 triệu cái tiền lợi nhuận. Như vậy là cái 200 triệu này chúng ta dư sức, hoặc là ít nhất chúng ta cũng trả được cái lãi suất ngân hàng. Như vậy là từ 5 đến 10 năm cái lợi nhuận từ các chủ đầu tư á, là chúng ta hoàn toàn có khả năng trả hết cái lãi vay của ngân hàng. Và sau 10 năm là các căn hộ, các condotel này thuộc quyền sở hữu của mình. Và sau đó chúng ta tiếp tục khai thác. Từ năm thứ 10 trở lên, đó là cái dòng tiền tự nó về. Và nhiều người cho rằng đây là một trong những cái phân khúc đem lại cái lợi nhuận về lâu về dài. Ví dụ như sau này người ta có khả năng lấy cái dòng tiền đó cho con ăn học, hoặc là tiền này có khả năng là một phần để dưỡng già. Nói về cái lợi nhuận, nếu thực hiện cam kết đúng như thế này, đó là một cái điều rất là tuyệt vời các bạn. Vì lý thuyết nó hoàn toàn đúng các bạn ạ. Nó không có gì sai hết các bạn. Nhưng phải nói một điều rằng cuộc đời nó không phải là màu hồng hết các bạn ạ. Cũng giống như những bài anh này chia sẻ. Và thực tế mình đi nhiều nơi, mình đã thấy một điều rằng cái cam kết của chủ đầu tư nó không còn đúng như những ngày ban đầu nữa. Thời gian vừa qua như bạn biết, rất là nhiều chủ đầu tư người ta phá vỡ cam kết, đã đưa khách hàng vào một cái thế rất là khổ sở các bạn. Nhưng câu chuyện là như thế nào các bạn này? Có rủi ro rất là nhiều, nhưng mà các chủ đầu tư người ta không có nói. Và những cái nhà đầu tư của chúng ta tại thời điểm đó dường như chưa có tìm hiểu kỹ. Nó có những rủi ro. Thứ nhất là về pháp lý. Như các bạn biết, condotel là một cái từ tiếng Anh, và chúng ta đặt vậy thôi, chứ còn nói về quy định của nhà nước chưa đặt tên, chưa đặt tuổi, cho nên chưa được cấp bất kỳ một cái giấy tờ nào để xác nhận nó là cái gì. Bây giờ chúng ta tự chúng ta đặt condotel rồi, official rồi, chúng ta đặt tầm lum tà la hết, nhưng mà văn bản nhà nước giấy tờ hiện bây giờ là chưa có xác nhận điều đó. Cho nên đó là một sự rủi ro. Chúng ta đầu tư một số tiền vài tỷ, nhưng mà chúng ta chỉ cầm được cái hợp đồng và các cam kết của chủ đầu tư thôi, chứ còn nhà nước đâu có công nhận cái tài sản đó là tài sản của chúng ta. Cho nên nó rủi ro nó nằm chỗ đó các bạn. Thứ hai nữa là nó nằm rủi ro ở chủ đầu tư. Như các bạn biết, chủ đầu tư nào có uy tín làm ăn đàng hoàng, người ta trả cho chúng ta với một lãi suất như trong hợp đồng ký ấy, thì điều đó thật là tuyệt vời. Nó thấp hay là nó cao gì đó chưa cần biết, nhưng mà tới tháng anh trả đủ cho tôi cái đã, ít ra chúng ta có một cái dòng tiền. Nhưng mà thực sự những cam kết này dần dần nó không được trả đúng hạn. Nó rất là nhiều lý do, trong đó có một lý do mà tất cả ai cũng biết, đó là dịch Covid.
Đây là một cái điều kiện bất khả kháng làm cho khách du lịch không còn đến. Condotel là một hình thức khai thác du lịch mà không có khách du lịch thì rõ ràng không tạo ra dòng tiền nữa. Không có dòng tiền thì rõ ràng chủ đầu tư không có khả năng để chi trả cho khách hàng. Như vậy thì hắn lại xảy ra một cái chuyện nữa. Như đợt vừa rồi mình đã có rất là nhiều bài mình chia sẻ với các bạn đó. Hiện bây giờ cũng đang xảy ra cái sự tranh chấp. Bây giờ ông chủ đầu tư ổng phá vỡ cái công kết ở đây. Bây giờ ổng không trả 10 đến 12% như lúc đầu nữa. Rồi ổng đưa ra một số cái phương án để cho khách hàng lựa chọn. Nhưng mà những phương án đó toàn là điều bất lợi cho các khách hàng. Nói bạn là giữ mình với ổng có một cái công cách thôi, chứ còn đưa ra tòa là mình thấy mình cũng đuối với ổng. Bây giờ điều là khổ của khách hàng là gì các bạn biết không? Bây giờ tài sản của mình á đi cầm cố ngân hàng rồi, tay thì mình đứng, cho nên ông ngân hàng ổng cầm cắt cán, ổng đâu có biết giữa mình với ông kia 10-12% như thế nào, ổng đâu có quan tâm. Bây giờ cứ cuối tháng là ổng đòi nợ mình. À, cái chết là nó nằm chỗ đó các bạn ạ. Mà bây giờ cái ông chủ đầu tư ông thất hứa mình, bây giờ ông phá vỡ cái công kết đó, thậm chí bây giờ ông nói là ông tuyên bố là ông không trả cái lợi nhuận đó cho mình luôn, có phải là chết không? Bây giờ tiền của mình bỏ ra, bây giờ mình lỡ vay ngân hàng nó nằm đó rồi, bây giờ chúng ta lại nai lưng để trả thêm tiền lãi vay và cộng thêm cái lãi vốn cho ngân hàng nữa. Phải nói một điều rằng các nhà đầu tư đã rơi vào một cái tình thế là trăm dao đổ đầu tàm. Lúc đầu chúng ta đi mua là chúng ta là khách hàng, là thượng đế. Nhưng bây giờ các bạn thấy thượng đế thật là vất vả các bạn. Bây giờ câu chuyện đặt ra là có nên tiếp tục đầu tư phân khúc này hay là không? Các bạn đầu tư hay là không thì các bạn phải đánh giá tình hình chung của cái phân khúc này. Thứ nhất là chúng ta đánh giá lại cái xu thế. Mỗi một cái chu kỳ tăng trưởng bất động sản nó có những cái dòng sản phẩm chủ lực. Ví dụ như từ năm 2014 đến năm 2018 là một cái chu kỳ phát triển rất là mạnh mẽ của condotel, shophouse hay là bất động sản nghỉ dưỡng. Cái chu kỳ đấy liệu rằng xu thế này nó còn hay là không? Mình đọc báo mình thấy phần đa các cái nhà đầu tư, các chuyên gia người ta nói rằng phân khúc này hiện nay và trong tương lai gần nó không còn sự hấp dẫn nữa. Bởi vì có nhiều yếu tố, người ta dẫn chứng như thế này các bạn. Thứ nhất là dịch Covid đã đang hoàn hành, chưa biết bao giờ tình hình dịch sẽ kết thúc. Và cho dù có kết thúc gì đi chăng nữa, chúng ta đang sống trong một cái thời đại gọi là sống chung với con Covid rồi. Cho dù có dịch có hết đi chăng nữa, tình hình du lịch trở lại đi chăng nữa phải mất ít nhất phải đôi ba năm, chứ không thể nào ngày 1, ngày 2 đó các bạn. Còn báo chí rồi người ta tung hô lên, người ta nói thêm một cái cách, ví dụ như là sắp tới là dự án bùng nổ này nọ, rồi con nó theo thế này nọ kia là cách để người ta nói, người ta phụ họa vậy thôi. Chứ còn có thực sự đúng hay không thì phải do chúng ta nhận định nữa. Còn việc người ta bán hàng thì đó là việc của họ, người ta sai lên người ta phải bán, người ta phải bán thì người ta phải làm công tác truyền thông. Còn chúng ta phải xem xét rất là nhiều yếu tố. Ý thứ hai người ta chia sẻ nữa là cái số lượng condotel hiện bây giờ cũng đang rất là nhiều các bạn ạ. À, các chủ đầu tư những năm gần đây tiếp tục xây dựng, do nó dính dịch cho nên người ta đang tồn kho với một lượng hàng rất là lớn. Bây giờ các bạn hãy tính đi, tồn kho thì lớn. Cái yếu tố thứ hai nữa là dịch bây giờ diễn biến còn lâu mới kết thúc. Và có kết thúc gì đã chăng nữa phải có một thời gian rồi mọi thứ nó dần dần ổn định trở lại. Cho nên cái việc này nó có khả năng nó kéo dài ít nhất phải từ 2 đến 3 năm nữa. Cho nên vì sao các nhà đầu tư, các chuyên gia người ta đưa ra những cái nhận định nó có cái lý của họ. Phải ý thứ nữa, các bạn muốn đầu tư gì đã chăng nữa thì chúng ta phải lưu ý về cái chủ đầu tư rất là quan trọng. Chủ đầu tư những cái dự án condotel này, các bạn phải chọn những cái chủ đầu tư rất là lớn, có tiếng tăm, có uy tín, mạnh mẽ về tài chính và chưa bao giờ thất hứa với khách hàng. Nếu các bạn đầu tư những cái condotel thì các bạn nên chọn những cái chủ đầu tư như vậy, có tên, có tuổi, có tiếng, có tăm.
Thế còn các bạn chọn những cái chỗ đầu tư nhỏ nhỏ sau này nó rất là rủi ro các bạn. Có nghĩa rằng thị trường nó đã khó khăn rồi thì các bạn phải chọn những chỗ đầu tư lớn. Tại vì những chỗ đầu tư lớn nó giống như những con tàu lớn, nó đứng vững trước sóng gió của biển cả. Còn các bạn chọn những con thuyền nhỏ thì rõ ràng nó gặp rủi ro khá là cao. Thì ngày hôm nay nhân có cái bài này, mình cũng tranh thủ chia sẻ với các bạn một vài ý như vậy. Mình nghĩ rằng trong này có một số bạn cũng đã nắm khá là cơ bản về cái phân khúc này rồi, thì các bạn tham khảo. Còn những cái bạn chưa bao giờ đầu tư hoặc là có ý định đầu tư, những cái thông tin này cung cấp đến cho các bạn để các bạn tham khảo thêm và cân nhắc đưa ra những cái quyết định của mình. Rồi, bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.